Vâng, xin chào anh chị đến với kênh Tượng Gỗ Đẹp Phước Tuấn ạ, một kênh chuyên về tượng giới thiệu tượng gỗ phong thủy. Và trong video này em sẽ giới thiệu đến với anh chị một tác phẩm Ma Đáo Thành Công được chế tác trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, một cái dòng gỗ đang đắt đỏ nhất thị trường gỗ hiện nay. Và tác phẩm này với chiều ngang là 68, chiều cao là 27 tính cả kỷ, kỷ là 10 phân và chiều ngang, chiều sâu là 12 phân nha anh chị nhé. Đấy, một tác phẩm Mã Đáo Thành Công đang phi nước đại trên cầu Như Ý đấy ạ, rất là đẹp luôn. Được chế tác trên cái chất liệu mà gỗ chắc đỏ đen. Đây ạ, hai màu đỏ đen kết hợp với nhau nhìn rất là nghệ thuật đúng không ạ? Đấy. Chất liệu gỗ chắc là một cái dòng gỗ rất là quý hiếm và giá trị anh chị nhé. Giá trị bởi vì là cái dòng gỗ này rất là ít. Thứ hai là cái chất gỗ của nó rất là bền, cực kỳ bền này. Ít nứt nẻ, ít mối mọt này. Đấy, nên là được nhiều bác trưng bày trong không gian nhà mình, dù có để vài năm thì cái chất cái tác phẩm nó vẫn giữ nguyên được cái giá trị và vẻ đẹp như ban đầu ạ. Thứ hai là cái màu gỗ đỏ đen kết hợp với nhau nhìn rất là nghệ thuật, khi nào trưng bày ở trong nhà mình nhá thì tạo cảm giác rất là sang trọng, lịch sự và cái màu này rất là nhìn rất là độc đáo luôn ấy. Đặc biệt là cái tác phẩm Mã Đáo Thành Công này của bên em thì mang một cái giá trị ngoài cái giá trị nghệ thuật thì còn mang một cái giá trị về phong thủy nữa. Bát mã hoặc là Mã Đáo Thành Công là biểu tượng của cái sự kiên trì, sự đoàn kết đấy ạ, vươn lên, vượt qua mọi sóng gió để có thể mang đến nhiều thành công. Đặc biệt là các bác có thể trưng bày ở trong công ty đó, trong công ty đại sảnh ấy, hoặc là trong phòng làm việc của tập thể đấy thì sẽ gắn kết được tinh thần tập thể của mọi người, tạo nên một cái sức mạnh tập thể rất là tốt đấy ạ, mang một cái nguồn năng lượng và vượng khí cho toàn bộ công ty cũng như là cho gia đình mình đấy ạ. Đây em sẽ quay gần lại cho các anh chị ngắm thần thái của từng chú ngựa nhé, đang phi rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn đấy ạ. Tác phẩm này của bên em liền có khoảng tầm 99% và hoàn toàn là canh bong sắc nét nhé. Đây anh chị nhìn ngắm đấy, những chú ngựa của bên em này đục mỗi một chú một vàng dáng vẻ khác nhau nhưng mà đều toát lên được cái sự oai phong và dũng mãnh luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhá, đấy, cực kỳ thần thái luôn ạ. Từng cái chân này bên em cũng đục tỉa rất là kỹ đấy ạ, từng cái chân này anh chị nhá, em có thể cho hẳn tay vào đây này, đấy rất là sắc nét này, cả cái phần bên dưới đế này bên em cũng đục quét rất là kỹ càng, móc mói rất là sạch sẽ này, đấy tỉ mỉ cẩn thận thì mới có thể nhìn những cái chân này, anh chị nhìn cái chân này nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà cũng mói móc hết cả da đấy để tạo lên một cái tác phẩm một kênh bong như thế này, tạo lên một hình người chú ngựa này, cơ bắp này. Đấy, thế dáng rất là đẹp và đặc biệt là cái màu đỏ đen đây các bác nhìn đấy, cực kỳ đẹp luôn nhá. Và dưới này bên em còn chế tác là cái gậy Như Ý nữa, trên một cái cầu gậy Như Ý nữa, tạo nên một cái tác phẩm rất là có ý nghĩa phong thủy nhá. Gậy Như Ý thì mang được cái sự vạn sự như ý, mọi việc đều hanh thông đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và tác phẩm này thì bên em giao lưu với các bác giá chỉ có 3.900.000 đồng thôi, em bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Đấy, tác phẩm hàng kỹ đẹp, canh bong và sắc nét luôn, liền khối khoảng 99%, tặng kèm cả kỷ luôn. Đấy, thần thái như này mà chỉ có 3.900.000 đồng. Đấy, còn chế tác trên chất liệu gỗ chắc nữa thì quá là yêu thương rồi. Bác nào mà mong muốn sở hữu sản phẩm thì liên hệ đến bên em nhé, qua số điện thoại là 0389 889968 ạ, hoặc đến tại cửa hàng bên em là làng nghề Mộc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương. Đấy các bác nhìn thấy không ạ, bên trong này bên em cũng đục tỉa rất là kỹ này, bóc tách từ người chú ngựa ra này. Đấy. Hoàn toàn liền hoàn toàn là tách rời các chú ngựa ra nhá, rất không dính vào nhau nha các bác nhá. Đấy. Kỹ sắc nét như này mà. Đây em quay đằng sau cho bác ngắm kỹ này. Vâng, đây là một cái tác phẩm mà các bác có thể trưng bày ở trên kệ tivi. Đấy, cũng rất là hợp đẹp, cũng rất là đẹp và hợp đấy ạ. Đây đằng sau này các bác nhìn cái đường vân của chất liệu gỗ chắc đấy ạ. Vân quá đẹp luôn, mà cái màu gỗ đỏ đen này kết hợp với nhau. Cái kỷ này của bên em là không phải bằng gỗ chắc các bác nhá. Đấy các bác nhìn vân này. Vân này hoàn toàn tự nhiên luôn ạ, hoàn toàn tự nhiên của cái chất gỗ, không vẽ một tí nào luôn đấy các bác nhá. Đấy, hoàn toàn tự nhiên luôn, rất là đẹp.
Vâng, các bác nào muốn muốn quay video hoặc giới thiệu tác phẩm nào thì hãy bình luận xuống phía dưới bên em nhé, để bên em đưa lên review một số sản phẩm theo mong muốn ý kiến của các bác. Và với sản phẩm này thì em kết thúc video tại đây. Bác nào muốn mua hàng, muốn mua sản phẩm thì hãy liên hệ đến bên em ạ. Cảm ơn các bác đã đón xem video và hẹn các bác vào video tiếp theo nhé.